mình sẽ chia sẻ chi tiết phương cách trồng nấm này cho cả nhà xem ha. Thì mình trồng bằng xe dừa nha các bạn, đây là xe dừa mình nuôi nè. Bây giờ mình sẽ cho nó ra vào cái thao này, không cần nhiều lắm các bạn. Mà trồng xe dừa thì cũng không tưới luôn ha. Đó, mình lụm ra những cái sơ nó dài đó các bạn, tại vì xe dừa này mình mua ký cho nên nó có những cái sơ này nè. Lụm bỏ đi, bỏ trở lại, có thể mình trồng rau khác hoặc là rau mầm gì cũng được. Đó, mình sẽ cho vào đây một tí nước cho nó ẩm nha các bạn, ẩm thôi không cần nhiều nha. Nếu mà nhiều thì chúng ta dắt ra bớt. Hơi nhiều rồi đó, để đi tí mình dắt ra bớt. Rồi dụng cụ mình là mình chuẩn bị những cái ly này các bạn, ly này là ly thủy tinh rồi, mình có hai cái ly ha, bọc để mình chùm nó lại đó cả nhà, với thun cột. Và cái quan trọng là nấm nè các bạn, nấm thì mình lựa cái nấm mà nó không có chất bảo quản ha, chưa qua xử lý đó các bạn, chưa qua bảo quản đó. Mình mua, thường mình mua ngoài chợ cả nhà. Đây, cái quan trọng nữa là không phải là cái nấm mình nó còn tươi nè, còn nguyên ha, và cái phần này nè, cái phần này nhiều một tí các bạn nè, các bạn thấy nhiều không? Nhiều quá thì cái này nó sẽ kích thích cho nấm mọc, chứ không phải là cái rễ nha các bạn. Tại vì cái rễ này thì nó chỉ làm cho nó có dinh dưỡng thôi, nó cung cấp dinh dưỡng cho cái meo đó đó, cái phôi đó đó các bạn, cho nó kích thích nấm mọc lên thôi. Đó, cái này thì chúng ta đem sử dụng. Tùy theo cái lượng này nè, nhiều hay ít các bạn, nếu mà nhiều thì chúng ta có thể mà tận dụng được 2-3 lần đó. Còn nếu ít đó, thì nó hết meo và nó không kích thích nó lên nổi các bạn, thì nó sẽ không có thành công nha các cả nhà. Đó, nè. Các bạn thấy không? Nhiều hơn. Cắt ra như thế này. Để thành công như trong cái món này nữa thì chúng ta phải để vào cái nơi mát, nhiệt độ, những nơi nào mà nhiệt độ mát thì chúng ta làm mới thành công nha các bạn. Các bạn thấy vậy không? Đó, mình chia sẻ này là tận tình nha, các cả nhà không có cần phải hỏi nữa ha, các bạn xem chi tiết thì các bạn sẽ làm được thôi. Rồi, đây này, mình sẽ dắt ra bớt nha các bạn nè, để nó vào. Ở đây mình có hai khóm thì mình sẽ làm cho hai cái ly. Chúng ta để như thế này. Cái ly này nó hơi nhỏ rồi.
Mình làm cái này thì không có cần phải tưới nè, tại vì cái ly này nó không có thoát nước nha các bạn, mình không có được lỗ được cái ly này đó. Mình không cần ém chặt nha, để cho nó thoáng. Rồi sau khi xong như thế này thì chúng ta chùm cái lọc lại như vậy, lọc lại. Chùm kín lên nha cả nhà. Thì nếu mình không kín thì để vào tủ lạnh nó sẽ bị thoát nước các bạn. Hoặc là có thể các bạn chùm như thế này. Rồi mình để vào ngăn mát của tủ lạnh nha các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn xem những cái chậu nấm kim châm của mình nha. Đây, mình làm ở cái ly này, mình làm ở trong cái ly mà nhựa đó các bạn, cái ly mà người ta bán nước mía đó cả nhà. Thì mình thấy nó sẽ mau mọc nấm hơn nè cả nhà. Này mình làm sau hả, này hai ly này mình làm trước nè, cái ly này 2 tuần rồi các bạn nè. Đây các bạn nhìn xem, nó bắt đầu nó ra nấm rồi nè cả nhà. Đấy mình dở ra cho cả nhà nha. Cái này nó trắng trắng như thế này nè đó. Có nhiều bạn thì nói là nó bị mốc cho nên là đem bỏ đi, nhưng thật sự nó không phải mốc các bạn, nó cái men của cái meo của nó lan ra đó cả nhà, thì nó sẽ nở mọc nấm lên nhanh hơn ha. Đó các bạn thấy không, và nó bắt đầu nó mọc rồi nè. Đấy các bạn nhìn thấy không nè, đó những cái nấm nó ra nè. Cái này là sau 2 tuần nha cả nhà. Thì mình thấy cái ly nhựa này nó mọc mau hơn nè, mình mới vừa lấy trong tủ lạnh ra cho nên nó có cái hơi nước nè các bạn. Đó mình lấy cho các bạn xem đó, mình dở cái bọc ra luôn để cho cả nhà xem nè. Đó các bạn thấy nấm nó mọc lên chưa, đó rõ ràng là nó mọc nấm nè, thấy không đó. Sau 2 tuần nha, thì mình làm trong cái ly nhựa thì nó sẽ ok hơn đó các bạn. Đó các bạn thấy không nè, đó bắt đầu là nó sẽ mọc lên nè. Đó nè, có những cái nấm nó có cái đầu nhỏ ở trên này cả nhà, nhỏ các bạn thấy không đó. 2 tuần thì mình được như thế này nè đó ha. À, nó mọc xung quanh đều luôn cái ly đó các bạn. Thì cái gốc nó không có thối nha cả nhà. Mình làm mình thấy cái gốc nó không thối nè, mà cái gốc là nó cung cấp cái dinh dưỡng cho cái thân mới á, cho nên nó không có thối đâu các bạn. Nè các bạn thấy không, xung quanh cái ly của mình á nó mọc ra rất là nhiều luôn nè. Đó đó, rồi mình để ngoài lâu mình sợ nó hư cho nên là mình sẽ chùm bọc nó lại nè các bạn. Nhìn khi nào mà nó sẽ lên trồi lên tới ở trên mặt ly á, tại vì mình để cái lớp sơ dừa nó hơi nhiều quá cho nên nó chưa có trồi lên được các nha. À, rồi mình sẽ đậy lại, mình cột mình để vào trong tủ lạnh tiếp ha. Cột bịt kín là các bạn, không cần phải tưới nước đâu nha cả nhà, tại vì sơ dừa của mình nó ẩm á. Rồi để mình xem cái ly này nha, cái ly này là ly thủy tinh nè các bạn. Ly thủy tinh hình như cái độ lạnh của nó hơi nhiều hơn á, cho nên là nó lâu mọc nấm hơn các bạn. Mà cái meo của nó bắt đầu nó ra đầy ly luôn rồi nè cả nhà. Nha, cái meo của nó bắt đầu nó sẽ phát triển và nó ăn lan rộng ra đầy ly luôn nè. Và nó cũng có nấm, cũng có rễ nấm rồi nè các bạn. Đó các bạn thấy không, mà nó hơi chậm hơn. Cái này là 3 tuần rồi cả nhà. Đó có cái rễ nấm nè các bạn thấy không, tại mình để gần cái camera cái cho nên là cái hơi lạnh nó bốc ra nó hơi chói, mình khó thấy à. Nó cái ly này thì mình để sơ dừa nó bịt hết rồi cho nên mình khó thấy
nè. Đó, để mình mở cái ly này. Cái ly này thì nó không có, mình để lên không có bịt trong cái góc, mình đậy nó bít lại cho nên là cả nhà khó thấy ha. Đây, cái ly này dễ thấy hơn nè các bạn. Nè, nó còn ấy nè. Đó, các bạn thấy nó ra nấm chưa? Đó, nó mọc nấm lên nè cả nhà. Thì cái mail á, nó sẽ tùy thuộc vào cái rễ, cái gốc của mình nó có phôi nhiều hay không á các bạn, thì nó sẽ phát triển nhanh hay chậm ha. Nè nó, các bạn thấy nó ra nấm ha. Đó, có nhiều người nó lên nó nói làm sao mà nó mọc nấm được, lừa đảo lừa gạt câu view gì đó. Các bạn nhìn thấy nè, mắm nấm nó mọc ra đó, bắt đầu đó, thấy không? Đó là những cái cọng nấm đó các bạn, thấy chưa? Bắt đầu nó mọc ra nè, thì từ từ nó sẽ phát triển cao lên, tùy thuộc vào cái gốc mình trồng nó có mail nhiều hay ít ha các bạn, có cái phôi chứ. Mình để nó bị lạnh quá nè. Cả nhà thấy cái đầu nấm kim châm không? Đó. Nè, đó, nó ra đó. Mà cái ly thủy tinh thì nó sẽ chậm hơn nha cả nhà. Cái ly thủy tinh thì nó chậm gieo nấm hơn, hay là mình không biết là do cái này cái phôi nó ít hay sao, mình cũng chẳng biết. Mà mình thấy cái này là 3 tuần nè thì nó có ra phôi như thế này. Còn cái ly mà nhựa này, cái ly này 2 tuần rồi các bạn, mà nó ra rất là nhiều, là hay là cái phôi nấm này nó nhiều mình cũng không biết nữa nghe cả nhà. Thì cái nhà làm á, các bạn làm trong cái ly nhựa mà thử xem sao ha. Tại vì cái ly nhựa, một là không bị bể nè các bạn, đó, mà dễ tìm nè, không bị bể nó và mình dễ quan sát hơn nè, khi mình thu hoạch mình cũng dễ hơn nữa đó các bạn. Đó, thấy không? Đây rồi nha. Đó, phần chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Khi nào mà nó mọc cao lên thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem ha. Cái này 2 tuần trong ly nhựa và 3 tuần trong ly thủy tinh thì nó được kết quả như thế này nè cả nhà. Đó, mình làm bằng sơ dừa ha. Mình để vào tủ lạnh luôn, rất là dễ, rất là đơn giản, dễ thành công nữa cả nhà. Không có cần phải dùng gì mầm gì hết ha. Đó, mình không cần tưới gì hết. Các bạn thấy không? Thấy nó lên rất là thích luôn các bạn. Lên rất là nhiều luôn nè. Trong cái ly nhựa này lên rất là nhiều luôn. Còn cái ly thủy tinh thì mình để sơ dừa nhiều quá ở trong á, thì mình không thấy được, cho nên mình không biết là nó lên nhiều hay không. Khi mà nó trồi lên mặt á, thì mình mới biết các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Mình sẽ cập nhật tiếp cho các nhà xem ha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại nha.